Xin chào các bạn. Các bạn nghe thấy tiếng gì chưa? Tiếng gầm của một chú cá sấu khổng lồ đấy các bạn à. Hôm nay chú cá sấu này đột nhập tổ khủng long. Nhân lúc khủng long mẹ đi kiếm ăn xa, chú cá sấu này đột nhập để bắt đi những con khủng long nhỏ đấy các bạn ạ. Chú cá sấu này đã quặng là một chú khủng long nhỏ và tha đi. Không biết chú cá sấu này mang chú khủng long này đi đâu đấy các bạn. Các bạn theo dõi xem nha. Nếu như lúc này mà khủng long mẹ bay về, coi như là cá sấu bị tát này, thì chú khủng long này rất chỉ là dữ tợn. Ây các bạn ơi, chú cá sấu cứ nhận hàm ra một sắc ngọn của mình để tha chú khủng long nhỏ đi. Không biết chú cá sấu này tha chú khủng long nhỏ đi đâu đây. Ở đây có một cái tổ đấy các bạn ạ. Đây là một cá sấu đây. Và đây còn hai chú cá sấu còn đang há miệng nha. Chắc là đang chờ chú khủng mẹ con khủng long này về tổ đấy các bạn ạ. Thật là đáng sợ. Liệu cá sấu này có quặng hết tổ khủng long này đi không các bạn? Khủng long mẹ đâu, nhanh bay về đi. Ê các bạn ơi, đáng sợ. Cá sấu này có quặng hết khủng long nhỏ. Nếu như khủng long mẹ không bay về tới kịp, nào chúng ta theo dõi xem. Được, chú khủng long này lại một chú khủng long nữa bị chú cá sấu này tha đi rồi các bạn ạ. Khủng long mẹ đâu, nhanh bay về cứu được khủng long con nào. Một chú khủng long màu vàng đã bị chú cá sấu này tha về tổ. Rất nhiều khủng long nhỏ đã bị tổ và trứng khủng long rồi các bạn ạ. Liệu cá sấu này có tha hết về không? Các bạn ơi, các bạn ơi, về rồi các bạn.